Rồi, duplicate thành hai layer, layer 1 và layer 2. Sau đó tại layer 2 này nè các bạn, các bạn vào dùng hệ bộ lọc filter và các bạn xuống dùng hệ noise và các bạn chọn dùng hệ median. Rồi. Các bạn vào filter ha. Sau đó chúng ta tìm tới cái chữ noise và trong cái noise đó các bạn chọn dùng hệ là median. Rồi, sau khi mà các bạn chọn vào median xong á, các bạn sẽ coi ở đây để điều chỉnh cái phần da này cho nó nhòe đi các bạn. Các bạn tăng cái thông số radius này lên, bạn sẽ thấy cái bức hình của chúng ta nó bị nhòe đi. Nhưng mà bạn đừng quan tâm, bạn chỉ quan tâm coi cái phần da mà chúng ta cần xử lý nó đã nhòe cùng độ với nhau chưa. Các cái chi tiết này các bạn kệ nó ha. Các bạn đừng có tăng nó ở cái mức này ha, nó vẫn còn cái độ cái màu không đẹp của da nè các bạn, cái màu sậm nè các bạn. Bạn phải tăng làm sao để cho các bạn thấy được cái vùng da nó láng mịn đi đã. À, nó làm nhòe hết các cái phần này để thấy cái vùng da nó láng mịn đi các bạn. Rồi, thầy nghĩ ở đây nó dao động tầm khoảng 30 trở lại các bạn. Thầy nghĩ là 30 là ok. Rồi, sau khi mà các bạn đã đẩy cái phần mà median, cái radius của nó lên khoảng 30 pixel thì bạn sẽ thấy nó làm nhòe hết. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta cần lấy lại các cái chi tiết ở trên gương mặt cô này để chúng ta xử lý các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta vừa ứng dụng brush và vừa áp cho nó một cái layer mask luôn ha. Rồi gắn layer mask vô. Và layer mask có một cái nguyên tắc là trắng là hiển thị và đen là che đi, đúng không? Thì cái phần mà chúng ta đang cần cái mask này hiển thị đó chính là những cái vùng da đẹp. Nhưng cái chỗ mà chúng ta cần cho nó che đi là ở đâu ạ? Chính là các cái chi tiết ở trên cái gương mặt cô này cần giữ lại, đúng không các bạn? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta làm nó ngược một xíu. Bây giờ đang là màu trắng là hiển thị hết. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không che nó bớt lại đi từ từ? Chúng ta chuyển hẳn cái layer mask này sang màu đen luôn. Đó, sang màu đen luôn các bạn. Rồi, sau khi mà chuyển sang màu đen rồi, có nghĩa là nguyên cả cái hình cái cô này mà đã xử lý da rồi nó đang bị mờ đi đúng không? Đang bị che đi đúng không? Bây giờ chúng ta cần cho nó hiện lại những cái vùng da đẹp. Thì cái này nó sẽ dễ làm hơn các bạn nè. Nó sẽ cho hiện lại các cái vùng da đẹp. Thì lúc này các bạn chỉ cần chuyển qua công cụ Brush Tool và các bạn điều chỉnh cái size của nó vừa phải lại, chỉnh cái độ hardness về 0, chọn cọ màu trắng và các bạn tô lên những cái vùng da mà các bạn cần xử lý. Nhưng lưu ý nè các bạn, có một cái lưu ý ở đây đối với các bạn khi mà làm cái này nè. Các bạn không được rê cọ của mình vào những cái vùng chi tiết quá sâu trong gương mặt cô này ha. Những cái vùng quá sâu ở trong chi tiết này chúng ta phải xử lý sau cùng. Rồi các bạn chỉ rê cọ và xử lý ở những cái vùng da mà nó rộng thôi. Rồi nhìn lên thầy làm ví dụ cho các bạn cùng làm nè. Ở đây thầy chuyển layer mask về màu đen hết, che hết toàn bộ cái layer này. Được chưa? Sau đó thầy dùng brush điều chỉnh về mode normal. Đây, size cọ tăng vừa phải, kiểm tra thử cái kích cỡ cơ vừa chưa. Đẩy cái độ hardness của nó về 0, chuyển cọ thành màu trắng. Và sau đó các bạn sẽ quét nhẹ lên những phần da của cô này các bạn. Các bạn quét lên những cái vùng da rộng ha. Lưu ý nha, không được đi vào chi tiết trong những cái điểm này nha. Các bạn chỉ xử lý cái vùng rộng này thôi. Cái đó chúng ta xử lý sau. Rồi các bạn cùng làm với thầy đi ạ. Rồi các bạn sẽ lấy lại những cái vùng da đẹp cho cô này trước đã. Những cái vùng da mà nó sâu mà nó khó lấy quá, các bạn cứ đi theo cái viền của nó để nó ở đó xử lý sao. Rồi ở phần cổ. Rồi những cái chỗ mà nó giao nhau giữa cái da này các bạn, ví dụ như cái phần mà xương quai ở đây nè các bạn, với lại cái phần cái nhân trung ở đây nè các bạn sẽ phải điều chỉnh cái cọ mình nó nhỏ lại một chút ha, nhỏ lại một chút. Rồi các bạn đi cho nó sát vào những cái vùng này đó.
Rồi, sau khi mà các bạn đi sát vào vùng này, bây giờ bắt đầu chúng ta xử lý tới cái phần mà chi tiết của nó này các bạn. À quên, cô này còn ở cái phần tay phía sau nha các bạn. Các bạn đi cho nó sát vô. Rồi, khi mà chúng ta đã quét sơ qua nó những cái phần này, chúng ta thấy được rằng là nó đã bắt đầu có cái hiệu ứng da lên rồi các bạn. Bây giờ chúng ta đi vào trong chi tiết này. Các bạn sẽ phải giảm opacity của cái brush của mình lại thấp thôi, tầm khoảng 30 thôi các bạn. Sau đó các bạn mới quét vô trong những cái phần này, quét từ từ thôi nha. Chỗ nào mà các bạn thấy nó còn đến nâu á, các bạn sẽ click nó một vài lần. Còn chỗ nào mà quét qua nó đã ổn rồi thì các bạn lướt đi luôn ha. Lưu ý không đi vào những cái phần chi tiết của nó quá nhiều nha các bạn. Nó sẽ mất cái chi tiết da, không có đẹp. Rồi, banh chuột hết luôn. Rồi, xử lý cái phần da của cô này giùm thầy. Rồi, sau khi được chưa? Xử lý xong chưa? Quét qua cho các bạn, quét qua cho cái phần da này nó đẹp lên xíu đi. Kỹ che nốt ruồi rồi luôn đi. Thấy có dấu hiệu láng mịn rồi đó đúng không? Rồi, tới đây chúng ta đang đứng ở layer mask, các bạn chuyển về giùm thầy layer chính ha. Trong cái layer chính này nè các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu add noise nó vô. Hồi nãy là chúng ta dùng median để chúng ta thử cái noise nó đi, là chúng ta làm nhòe các cái chi tiết trên ảnh. Bây giờ nếu như mà để cái da nó căng, nó thẳng lì gì nhìn giả trân rồi đúng không? Nên bây giờ chúng ta sẽ add noise nó vô xíu, là chế độ nhiễu hạt xíu. Chúng ta lợi dụng cái này để làm cho cái phần da giống như khi mà nó chụp gần mà nó có thấy cái lượng lông các bạn ha. Các bạn vào trong filter tiếp luôn, trong thư mục noise các bạn chọn như thầy add noise trong này luôn ha. Bữa nay chúng ta học tới cái phần filter trong noise có hai cái ha, median và add noise. Rồi sau khi mở add noise ra rồi này các bạn, ở đây nếu như mà bạn tăng cái thông số amount của nó lên cao quá thì bạn sẽ thấy nó lộ rất là rõ những cái chỗ nào mà các bạn đi cọ nó qua. Vì vậy bạn sẽ giảm cái thông số amount này lại ha, cho nó thấp thôi các bạn. Bạn chuyển nó về cho nó thấp thôi. Bạn lưu ý ha, hồi nãy mà bạn dùng cọ, bạn quét từng đốm thì nó hiện rõ lên liền luôn. Đây, những cái phần nào mà cọ đi qua nó hiện đốm lên liền nha. Nên chính vì vậy là quét phải quét cho nó đều các bạn. Rồi, hoặc là các bạn sẽ giảm cái thông số amount này lại xíu ha. À, dưới 4%, 3 mấy rồi đó. Rồi là ok. Rồi, add noise nó được chưa các bạn? Sau khi add noise xong rồi, bạn muốn căn chỉnh lại cái phần màu sắc của nó, tăng giảm cái thông số màu của nó, thì các bạn vào trong cái phần Hue and Saturation á, các bạn điều chỉnh cái phần Saturation của nó. Cái da nó trắng hơn hoặc cho nó hồng lên như thế nào ha. Nó nằm trong Hue and Saturation. Cái này nãy học rồi, thầy chỉ cho các bạn áp dụng thêm vô thôi ha. Còn không thì các bạn khỏi áp cũng được. Áp vô thì để điều chỉnh lại cái phần da cho nó tăng cái sắc độ nó lên xíu các bạn.